Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu template là dành cho phần mềm đồ họa dựng phim là Adobe Premiere Pro. Và đây đó là một cái mẫu multi-frame Wedding Romantic Slideshow. Nó là một cái mẫu dành cho Premiere Pro và rất dễ thương và cực kỳ đẹp mắt. Cái mẫu này nó chứa 26 lớp văn bản có thể chỉnh sửa và 70 chỗ giữ chỗ hình ảnh, và nó rất là đơn giản để sử dụng. Phông chữ miễn phí và các bạn có thể sử dụng nó để trình chiếu đám cưới, những cái kỷ niệm dễ thương và trình chiếu sinh nhật, quảng cáo sản phẩm, phần giới thiệu ngắn, những cái đoạn phim giới thiệu công ty hoặc là phần khai mạc hội nghị, kênh YouTube và quảng cáo trên mạng xã hội. Và cái dự án này nó có sẵn ở cái định dạng độ phân giải 8K, và cái điều đặc biệt của nó là không có plugin. Và khi mà các bạn nào tiếp cận được cái mẫu template đỉnh cao này thì các bạn nào có nhu cầu cần sử dụng cái mẫu này thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp với tôi trên Zalo hoặc là trên Facebook để kiếm mục thông tin tôi ở trên mục bạn kênh. Để sử dụng cái mẫu trình chiếu lãng mạn đám cưới có nhiều khung hình này thì các bạn sẽ vào cái thư mục ở đây. Và các bạn vào thẳng cái thư mục Wedding Slideshow, và cái này nó dành cho cái bản là CC 2017 trở lên. Và đây nó là cái định dạng, có thể là định dạng 8K. Nó là 7680 và 4320. Độ phân giải rất là lớn. Và đây là cái giao diện của cái mẫu template, mẫu trình chiếu lãng mạn đám cưới và có nhiều khung hình. Và đây tôi tắt cái nhạc đi. Và đầu tiên thì để sử dụng cái mẫu template này thì các bạn sẽ chọn một số cái hình ảnh. Và đây tôi đã có một số cái hình ảnh đã chọn sẵn. Và đầu tiên thì vào cái mục Scene 01. Và các bạn ấn vào cái mục Title 01. Và ở đây thì có thể nhìn thấy cái mục Romantic Slideshow, thì các bạn sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ và các bạn kéo thả vào. Thì ở đây nó có cái vấn đề là cái khung hình nó đang không đồng với tỷ lệ thuận của cái khung hình ở đây. Các bạn sẽ ấn chuột phải vào cái bức ảnh và các bạn ấn tới Scale to Frame Size thì cái bức ảnh nó được kéo giãn ra và các bạn có thể tự động chỉnh theo cái khung hình theo ý thích của mình. Và như vậy là một cái bức hình đã được import vào trong cái mẫu template này. Và các bạn có thể xem lại cái quá trình. Cái độ phân giải nó khá là nặng nên là nó chạy hơi bị lag. Bạn có thể thấy là cái bức ảnh nó được import vào thành công và cái hiệu ứng nó chạy khá là mượt mà và chạy khá đẹp mắt. Và tiếp theo để cái bức hình thứ hai và cái bức trường cảnh, và các bạn nhấp tiếp vào cái Scene 01 và vào cái Mask ở đây. Và các bạn nhấp tiếp chuột vào cái mục Shot 01 ở đây. Và các bạn sẽ tìm một bức ảnh phù hợp mà các bạn đã chọn sẵn. Và sẽ kéo thả vào. Và tiếp tục ấn Scan to Frame Size để kéo giãn cái bức hình ra nó phù hợp với khung hình. Và sẽ quay lại về cái Final Edit để kiểm tra lại cái khung hình đã được import vào và xem cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó. Thể thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh rất là đẹp mắt và đẳng cấp. Và để import cái hình tiếp theo thì cứ thế các bạn sẽ lần lượt, mà ở đây là cái title 01,
Tiếp theo là cái Mac 01, 02 và 03 lần lượt tiếp theo ở cái mục các mục ở đây. Và tiếp theo ở cái sort 02 và các bạn sẽ nhấp chuột vào và làm cách làm tương ứng với cái khung hình số 1 và khung hình số 2. Và các bạn đã kéo thả bức ảnh vào đây. Nhấn chuột phải và tìm xuống scale to frame size. Các cái bức ảnh nó cứ lần lượt xếp chồng lên nhau và cái hiệu ứng nó rất là đẹp mắt. Và với rất là nhiều khung hình, và đây nó là cái cũng như là cái tiêu đề của cái video này, nó là rằng cái mẫu trình chiếu lãng mạn đám cưới và rất nhiều khung hình trên nhiều khung hình. Và tiếp theo thì cái cách sử dụng thì import lần lượt các bức ảnh thì cũng như bước thứ 1, thứ nhất, thứ hai, thứ và thứ ba. Và cái cách thao tác thì nó đều giống nhau. Các bạn chỉ việc kéo thả bức hình vào và quay về cái mục Final Edit để kiểm tra lại cái mẫu hình đã được kéo thả vào. Các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng video chạy rất là đẹp mắt, mà như cái video trình chiếu đầu tiên mà những cái người mà người ta thiết kế ra những cái mẫu này họ giới thiệu. Và ở đây thì cái bước tiếp theo là cái Sen 02 thì có rất nhiều các cái khung hình khác nhau, và ở đây thì có nhiều cái mẫu và các bạn sẽ kéo thả vào đây lần lượt các cái mẫu ở đây và 1, 2, 3, 4 đấy, tất cả lần lượt. Và ở đây hiển thị thì có 4 khung hình ảnh ở đây, và các bạn sẽ lần lượt kéo thả các cái bức ảnh vào. Đó, như vậy là một bức hình đã được import vào trong cái khung hình ở đây. Và tiếp theo thì các bạn lại vào tiếp theo một cái bức hình số 2 và sẽ kéo một bức hình tương ứng. Bạn lưu ý là nó có những cái khung hình dọc thì các bạn nếu mà khung hình ngang của các bạn thì các bạn nhớ phải scan lại cái khung hình, không thì nó sẽ để trống hai cái màn hình đen, hai cái màn đen hai bên thì nó không được đẹp mắt. Đó, như vậy là cái bức ảnh đã import vào và các bạn có thể thấy là nó dần dần nó hiển thị lên các bức ảnh. Và bây giờ tôi chia sẻ với các bạn cái cách mà chỉnh sửa lại cái tiêu đề và cái nội dung mà các bạn cần hiển thị trong cái bức hình ở đây. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục Sen 01 ở đây. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chèn các cái tiêu đề và các cái mẫu tiêu đề chứa ở những lớp văn bản ở đây. Thì các bạn sẽ nhấp chuột vào cái khu vực này và các bạn sẽ vào thẳng cái mục ở đây, và các bạn có thể thấy là cái mục title 02 ở đây bắt đầu từ cái video hình số 2 thì bắt đầu nó có hiển thị những cái dòng chữ, thì các bạn nhấp thẳng chuột vào cái mục ở đây và các bạn có thể thấy là cái mục title ở đây là cái mục nội dung hiển thị chữ. Mà nếu mà các bạn không cần dùng đến hình ảnh chữ thì các bạn tắt được cái mắt ở đây thì là nó sẽ cái chữ nó sẽ mất. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng lại cái chữ này mà các bạn thay vào một nội dung khác
là các bạn là về lại cái mục Final Edit để xem lại cái hiển thị ở cái nền chữ. Các bạn có thể thấy là cái phông chữ đã được áp dụng vào trong cái mẫu hình ảnh ở đây. Và tiếp theo thì các cái mẫu tiếp theo thì các bạn cũng làm lần lượt như vậy. Ở cái mục mask số 3 ở đây và cái title số 03 thì các bạn vào chỉnh sửa lại cái nội dung. Và cũng như cái bước đầu tiên thì cái mục thay đổi lại cái tiêu đề thì ở đây là cái our happy life và các bạn có thể không dùng đến thì các bạn tắt cái mắt ở đây đi. Và đương nhiên nếu mà thay đổi cái nội dung ở đây. Đấy. Và các bạn sẽ quay về cái mục Final Edit để kiểm tra lại cái nội dung. Đó, các bạn có thể thấy là cái hiển thị chữ đã được áp dụng vào trong cái mục cái mẫu các cái mẫu hình ảnh ở đây. Các cái bước thao tác lần lượt tiếp theo thì nó cứ lần lượt như vậy và nó cứ rất là dễ áp dụng và rất là dễ làm. Thì cái quan trọng nhất thì có lẽ là làm sao mà để có được cái mẫu đẹp mắt như thế này thôi. Thì khi mà xem xong cái mẫu trình chiếu này thì các bạn nào có nhu cầu muốn sử dụng cái mẫu template trình chiếu đám cưới này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên Zalo hoặc là trên Facebook của tôi ở gắn trên cái mục mô tả kênh và mô tả video, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để lấy cái mẫu này. Và như vậy là cái video mà tôi chia sẻ với các bạn là cái mẫu trình chiếu đám cưới lãng mạn với trên nhiều khung hình, thì cái video này đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.